Phẩm thọ mạng, phẩm thứ nhất, phần 3. Phật dạy các tỷ kheo, đối với giới luật, nếu còn có chỗ nghi, nay các ông cứ hỏi, ta sẽ giảng giải khiến các ông được vui lòng. Ta đã tu học tất cả các pháp môn nên thông đạt sáng suốt bản tánh, dẫu không vắng lặng của các pháp. Nhưng này các tỷ kheo, các ông chớ tưởng rằng Như Lai chỉ tu học riêng về bản tánh dẫu không vắng lặng của các pháp mà thôi. Phật lại dạy các vị tỷ kheo lần nữa, đối với giới luật, như có chỗ nghi, này các ông nên hỏi cho cặn kẽ. Lúc ấy, các vị tỷ kheo liền bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con không có đủ trí huệ để thưa hỏi Đức Như Lai ứng cúng tránh biến chi. Vì sao vậy? Vì cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ bàn, các phép thiền định của Như Lai không thể nghĩ bàn, những điều khuyên dạy của Như Lai không thể nghĩ bàn, nên chúng con không đủ trí tuệ để thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, ví như có người già đến 120 tuổi, thân thường mang bệnh, nằm mãi trên giường, không thể ngồi dậy, khí lực hư yếu, mạng sống chẳng còn bao lâu. Có một người nhà giàu, gặp việc phải ra đi đến xứ khác, liền đem 100 cân vàng đến gửi cho ông lão ấy và nói, này con đi xứ khác, đem tài sản quý báu này đến gửi nơi cụ, hoặc 10 năm hoặc 20 năm nữa con sẽ trở về, khi ấy cụ sẽ trả lại cho con. Ông lão liền nhận lãnh số vàng, nhưng ông lại chẳng có con cháu nối dòng, chẳng bao lâu sau ông bệnh nặng phải bỏ mình, những vật gửi cho ông đều phải mất hết. Khi người chủ vàng trở về chẳng biết đâu mà đòi, nhưng người ấy thật ngu si, chẳng biết suy tính chỗ đáng gửi hoặc không đáng gửi. Vì vậy nên khi trở về chẳng biết đâu mà đòi, bởi duyên cớ ấy mà mất hết tài sản quý giá. Thế Tôn, hàng thanh văn chúng con lại cũng như thế. Tuy nghe Như Lai ân cần truyền dạy giới luật, nhưng chúng con chẳng đủ sức thọ trì để làm cho Phật Pháp trụ thế lâu dài. Cũng như ông lão kia nhận vàng người ta trao gửi, nay chúng con không có trí tuệ đối với giới luật biết thưa hỏi gì đây. Phật dạy các tỷ kheo, nay nếu các ông hỏi ta ắt có lợi ích cho tất cả chúng sanh, vậy nên ta bảo các ông tùy theo chỗ nghi của mình cứ tùy ý mà thưa hỏi. Lúc ấy các tỷ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, ví như người kia tuổi vừa 25, khỏe mạnh tráng kiện và là người ngay thẳng chính trực. Người ấy có nhiều của báu như vàng bạc lưu ly, cha mẹ và con quyến thuộc dòng họ thảy đều còn đủ. Lại có kẻ đem vật báu đến gửi cho người ấy, nói rằng, nay tôi có việc phải đi đến xứ khác, khi nào xong việc tôi sẽ trở về, khi ấy ông sẽ trả lại cho tôi. Rồi người ấy giữ gìn của cải quý giá đó cũng như của mình. Khi có bệnh, người ấy bèn dặn người nhà rằng, số vàng này của người ta gửi, khi nào chủ vàng đến nhận hãy trả đủ cho người ta. Người có trí là như vậy, khéo biết suy lường, khi trở về nhận vàng được đầy đủ, không mất mát chi cả. Đức Thế Tôn cũng vậy, nếu đem pháp bảo mà phó trúc cho A Nan cùng các tỷ kheo thì chẳng thể giữ được lâu dài. Vì sao vậy? Tất cả các vị thanh văn và đại ca diếp đều là vô thường, như ông lão kia nhận vật do người khác gửi mà không có khả năng giữ gìn. Vì vậy Thế Tôn nên đem Phật pháp vô thượng mà giao phó cho các vị Bồ Tát. Bởi các vị Bồ Tát có thể khéo hỏi, khéo đáp, nên pháp bảo sẽ được trụ lâu ngàn đời, tăng triển lớn lao và hưng thạnh, mang lại lợi ích an lạc cho chúng sanh. Như người trẻ tuổi tráng kiện kia nhận vật do người khác gửi, rồi đủ sức giữ gìn cẩn thận không để mất. Vì lẽ đó các vị đại Bồ Tát mới có thể thưa hỏi Như Lai, trí tuệ của chúng con nhỏ nhoi như mũi mỏng, làm sao đủ sức thưa thỉnh pháp sâu xa của Như Lai. Bạch Phật rồi, các vị thanh văn lặng thinh đứng yên. Lúc ấy, Đức Phật khen các tỷ kheo rằng, lành thay, các ông khéo được tâm vô lậu, tâm A-la-hán, ta đã từng nghĩ. Vì phải có hai duyên như trên, nên đem đại thừa mà phó trúc cho các Bồ Tát, khiến cho diệu pháp này được trụ lâu dài ở thế gian. Bấy giờ Phật bảo tất cả đại chúng rằng, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ mạng của Như Lai không thể đo lường cho xiết, tài biện thuyết của Như Lai cũng không thể cùng tận. Các ông nên tùy ý hỏi ta, hoặc hỏi giới luật, hoặc hỏi chỗ nương dựa y theo. Phật dạy như vậy đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Lúc ấy trong đại chúng có một vị đại Bồ Tát tuổi còn rất trẻ, gốc người bộ tộc Đa La, họ Đại Ca Diếp, thuộc dòng Bà La Môn. Nương sức thần của Phật, vị này đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vén trần vai áo bên tay mặt, nhũ quanh Phật cả trăm ngàn vòng cung kính, rồi quỳ gối bên mặt sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng, Thế Tôn, con này có chút việc muốn thưa hỏi, nếu Phật cho phép con mới dám nói. Phật bảo Ca Diếp rằng, Đức Như Lai ứng cúng tránh biến chi, cho phép ông tùy ý hỏi, ta sẽ vì ông giảng thuyết giữ chỗ nghi cho ông, làm cho ông được vui vẻ. Liền đó
Đại Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai thường xót đã hứa với con, nay con sắp hỏi. Tuy nhiên trí tuệ của con nhỏ hẹp như muỗi mỏng, đạo đức của Như Lai Thế Tôn thì cao vòi vọi. Vây quanh ngài là đại chúng thảy đều như hương thơm trên đàn, như sư tử dũng mãnh khó mà chế phục, không thể hoại diệt. Thân Như Lai bền chắc như kim cang, màu sắc như ngọc lưu ly, chân thật khó hoại diệt. Lại có các vị đây hợp thành biển đại trí huệ vây quanh. Trong hội chúng này, các vị đại Bồ Tát đều thành tựu những công đức sâu xa vi diệu, vô lượng vô biên, như những con voi đang già sức tráng kiện. Ở trước đại chúng như vậy, con lại dám thưa hỏi sao? Nhưng này nhờ sức thần thông của Phật và oai đức căn lành của đại chúng, con sẽ đem một ít việc mà thưa hỏi Phật. Liền đó, Bồ Tát Ca Diếp đối trước Phật đọc kệ thưa hỏi rằng: Làm sao được trường thọ, thân kim cang chẳng hoại? Lại do nhân duyên nào được sức kiên cố lớn? Làm sao nhờ kinh này cứu cánh được giải thoát? Nguyện đem pháp sâu kín thuyết rộng với chúng sanh. Làm sao được rộng lớn làm y trì chúng sanh? Thật chẳng phải La Hán, nhưng dự hạng La Hán. Làm sao biết thiên ma làm trở ngại chúng tu? Phật thuyết ba tuần thuyết làm sao phân biệt rõ? Làm sao bậc điều ngự vui lòng thuyết chân đế? Thành tựu đủ chánh thiện diễn thuyết bốn điên đảo. Làm sao tạo nghiệp lành, nay Như Lai nên thuyết, làm sao các Bồ Tát thấy tánh, rất khó thấy. Làm sao hiểu trọn chữ, hoặc nghĩa lý nửa chữ. Làm sao trung thánh hạnh, như chim ta la ta, ca lân đẻ nhật nguyệt, thái bạch với tuế tinh. Làm sao chưa phát tâm, cũng được xưng Bồ Tát. Làm sao giữa đại chúng, được đức chẳng run sợ, ví như vàng diêm phù, không ai chỉ được lỗi. Làm sao giữa bùn nhơ không nhiễm như hoa sen? Làm sao giữa phiền não chẳng nhiễm ô như lương y trị bệnh, chẳng bị bệnh lây truyền? Làm sao như thuyền trưởng vượt biển lớn sanh tử? Làm sao lìa sanh tử như rắn lột bỏ ra? Làm sao quán tam bảo giống như cây thiên ý? Ba thừa nếu không tánh, làm sao thuyết diễn ra như niềm vui chưa sanh? Sao gọi là thọ lạc? Làm sao chư Bồ Tát được chúng chẳng hư hoại? Làm sao vì người mù dẫn đường làm mắt sáng? Làm sao hiện nhiều đầu trên Như Lai giảng thuyết? Làm sao người thuyết pháp tăng trưởng như trăng non? Vì sao lại thị hiện rốt cuộc vào Niết Bàn? Làm sao bậc dũng kiện dẫn lối trời người ma? Làm sao hiểu tánh pháp mà thường hưởng pháp lạc? Làm sao chư Bồ Tát để xa tất cả bệnh? Làm sao vì chúng sanh diễn thuyết pháp bí mật? Làm sao giảng rốt ráo cùng pháp chẳng chốt rốt ráo như vì dứt lưới nghi? Sao không thuyết xác định? Làm sao được đến gần đạo cao trỗi hơn hết? Con nay thỉnh Như Lai vì thương chư Bồ Tát, xin thuyết lẽ thâm sâu của các hạnh vi diệu. Trong tất cả các pháp ắt có tánh an vui, nguyện Như Lai Thế Tôn vì chúng con giảng rõ. Đại y chỉ chúng sanh bậc đầy đủ phước trí, nay muốn hỏi các ấm, nhưng còn không trí tuệ, chư Bồ Tát tinh tấn cũng không thể biết rõ cảnh giới rất sâu xa của chư Phật Như Lai. Lúc ấy Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng: lành thay thiện nam tử, nay ông chưa được trí tuệ rõ biết tất cả, còn ta đã được rồi. Nhưng chỗ thư hỏi của ông về tạng bí mật sâu xa đó cũng giống như chỗ thư hỏi của bậc có trí tuệ rõ biết tất cả chẳng khác gì nhau. Thiện nam tử, khi ta mới thành chánh giác, còn ngồi tại đạo tràng nơi gốc cây Bồ Đề, bấy giờ có vô số chư Bồ Tát từ các cõi Phật nhiều như số cát của vô số con sông Hằng cũng từng đến hỏi ta về nghĩa sâu xa ấy. Những chỗ thưa hỏi ấy từ câu văn nghĩa lý và công đức cũng giống như những chỗ hỏi của ông chẳng khác chi cả. Thưa hỏi được như vậy có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, con chẳng có đủ sức trí tuệ để hỏi Như Lai về nghĩa rất sâu xa ấy. Thế Tôn, ví như con muỗi con mỏng chẳng thể bay qua tới bờ bên kia biển cả hoặc bay khắp hư không, con đây cũng vậy, chẳng thể hỏi Đức Như Lai về nghĩa lý thâm thẳm của biển cả trí tuệ của hư không pháp tánh như vậy. Thế Tôn, ví như một vị vua gỡ ra hạt minh châu từ nơi búi tóc của mình giao cho quan giữ kho. Quan giữ kho nhận rồi cung kính đội đầu, gắng sức gìn giữ. Còn đây cũng thế, cung kính đội đầu, gắng sức gìn giữ nghĩa sâu các kinh phương đẳng mà Như Lai giảng thuyết. Vì sao vậy? Vì có thể giúp cho con mở rộng trí tuệ sâu thẳm.
Lúc ấy Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng: Thiện nam tử, hãy lắng nghe kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng thuyết về nghiệp trường thọ mà Như Lai đã được. Bồ Tát nhờ nhân duyên nghiệp này mà được thọ mạng lâu dài, vậy ông nên hết lòng nghe và thọ lãnh. Nhưng nghiệp này có thể là nhân của Bồ Đề, ông nên thành tâm lắng nghe và nhận lấy nghĩa lý. Đã nghe nhận rồi, lại nên vì người khác mà giảng thuyết nghĩa ấy. Thiện nam tử, nhờ tu tập nghiệp ấy nên ta đã được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này ta lại vì chúng sanh mà thuyết rộng nghĩa ấy. Thiện nam tử, ví như một người con của vua phạm tội nên bị giam trong ngục. Vua rất xót xa, thương nhớ con, bèn tự mình ngồi xe đến tận nơi giam giữ. Bồ Tát cũng như thế, muốn được trường thọ nên hộ niệm tất cả chúng sanh, giống như người đời thương yêu đứa con duy nhất của mình. Bồ Tát sanh lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, truyền thọ giới không giết hại, dạy tu pháp lành, lại nên làm cho tất cả chúng sanh được vững vàng trong năm giới, 10 điều lành. Bồ Tát lại vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hết thảy các cảnh giới, cứu vớt những chúng sanh khổ não đang ở trong ấy. Bồ Tát giải thoát cho những chúng sanh chưa được giải thoát, hóa độ cho những chúng sanh chưa được hóa độ, những chúng sanh chưa được niết bàn, Bồ Tát đều khiến cho đạt được niết bàn. Người an ủi tất cả những kẻ đang sợ sệt, nhờ các nhân duyên của nghiệp như vậy, Bồ Tát được thọ mạng lâu dài, đối với các phép trí tuệ đều được tự tại. Đến lúc mạng chung, liền sanh về cõi trời. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, đại Bồ Tát đối với chúng sanh bình đẳng như nhau, đều giống như người đời thương yêu đứa con duy nhất của mình. Nghĩa ấy sâu kín quá, còn chưa hiểu nổi. Bạch Thế Tôn, Như Lai chẳng nên nói rằng Bồ Tát tu lòng bình đẳng đối với các chúng sanh đều giống như người đời thương yêu đứa con duy nhất của mình. Vì sao vậy? Vì trong Phật Pháp cũng có những kẻ phá giới, những kẻ phạm tội nghịch, những kẻ hủy báng chánh pháp. Đối với những kẻ ấy, lẽ nào có thể yêu thương như con một của mình hay sao? Phật bảo Ca Diếp: Đúng vậy, đúng vậy. Đối với chúng sanh ta quả thật đều xem đồng như con một của ta là La Hổ La. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, lúc trước nhằm ngày rằm, đang khi trừ tăng tụng Bồ Tát, chúng hội đều là những vị thanh tịnh đã từng thọ giới cụ túc của bậc tỳ kheo. Lúc ấy có một đồng tử chẳng khéo tu tập ba nghiệp thân khẩu và ý, núp sau góc một tấm bình phong để lén nghe tụng giới. Vị lực sĩ mật tích liền nương sức thần của Phật, dùng chày kim cang đập đồng tử ấy nát ra như bụi. Bạch Thế Tôn, thần kim cang ấy phải rất là bạo ác mới có thể lấy mạng của đồng tử kia như vậy. Làm sao Như Lai bảo là đối với các chúng sanh đều xem như nhau, đồng như con một của Ngài là La Hổ La? Phật bảo Ca Diếp: Này ông chớ nên nói như vậy. Đồng tử kia chỉ là người hóa hiện, chẳng phải thật có, vì muốn xua đổi những kẻ phá giới hủy pháp, khiến họ ra khỏi chúng tăng, vì kim cang mật tích ấy cũng là hóa hiện. Ca Diếp, những kẻ hủy báng chánh pháp, cùng những kẻ nhất diền đà, những kẻ sát sanh, cho đến bọn tà kiến, cùng những kẻ cố phạm giới cấm, ta đều thương xót họ tất cả, đều xem như con ta là La Hầu La. Thiện nam tử, ví như vị vua, nếu trong các quan có người phạm luật nước thì vua chiếu theo tội mà giết phạt chẳng tha. Như Lai Thế Tôn chẳng làm như vậy. Đối với kẻ hủy báng chánh pháp, Ngài dạy các phép yết ma, như yết ma của trách, yết ma trục xuất, yết ma khu biệt, yết ma trách tội, yết ma không ai được gặp, yết ma dứt tuyệt, yết ma chưa bỏ tà kiến xấu ác. Thiện nam tử, đối với kẻ hủy báng chánh pháp, sở dĩ Như Lai dùng nhiều pháp yết ma hàng phục như vậy là muốn chỉ rõ cho những kẻ làm việc ác biết rằng thật có quả báo. Thiện nam tử, nay ông nên biết, đối với những chúng sanh làm điều xấu ác, Như Lai là bậc bố thí cho họ sự an ổn chẳng sợ. Trong khi Ngài phóng ra một luồng hào quang, hai luồng hoặc năm luồng, nếu có những ai gặp được hào quang ấy sẽ lìa khỏi các điều xấu ác. Hiện nay Như Lai có đủ vô lượng thế lực như vậy. Thiện nam tử, với pháp chưa thể thấy, nếu ông muốn thấy thì nay ta sẽ vì ông giảng thuyết tướng mạo của pháp ấy. Sau khi ta nhập niết bàn, bất cứ nơi nào có tỳ kheo trì giới đầy đủ oai nghi hộ trì chánh pháp, nếu thấy kẻ phá hoại chánh pháp thì có thể xua đuổi của trách trừng trị, nên biết rằng vị ấy sẽ được phước đức vô lượng không thể kể xiết. Thiện nam tử, ví như một vị vua chuyên làm việc bạo ác rồi bị bệnh nặng. Có một vị vua nước láng giềng nghe tiếng ác của vua ấy, bèn kéo binh đến định tiêu diệt. Lúc ấy vị vua đang bệnh, vì không có sức lực nên trong lòng kinh sợ, liền thay đổi tâm tánh mà tu tập việc lành. Vị vua láng giềng như vậy sẽ được phước đức vô lượng. Vị tỳ kheo bảo vệ chánh pháp cũng giống như thế.
dùng việc xua đuổi quở trách trừng trị những kẻ phá hoại chánh pháp, khiến cho họ tu các pháp lành, sẽ được phước đức vô lượng. Thiện nam tử, ví như một vị trưởng giả ở nơi xứ sở mình, vườn ruộng nhà cửa phòng xá bỗng sinh ra những cây độc, trưởng giả biết vậy rồi liền đốn sạch, khiến những cây ấy đều dứt tuyệt. Lại cũng như một người tráng kiện mà trên đầu xanh tóc bạc, lấy làm hổ thẹn, bèn dùng cái nhiếp mà nhổ hết, chẳng để cho sanh trưởng. Vị tỳ kheo bảo vệ chánh pháp lại cũng như vậy, thấy có những kẻ phá giới luật, phá hoại chánh pháp, liền nên xua đuổi quở trách, nếu lỗi của họ ra mà phán xử. Như vị tỳ kheo làm điều lành, nhưng thấy kẻ phá hoại chánh pháp mà vẫn để yên, chẳng xua đuổi quở trách, chẳng nêu lỗi của họ ra mà phán xử, nên biết rằng người như vậy là kẻ oán tặc trong Phật pháp. Như có thể xua đuổi quở trách, nêu lỗi của kẻ phá hoại chánh pháp ra mà phán xử, thì người ấy là đệ tử của ta, là bậc thanh văn chân chính. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, theo như lời Phật vừa dạy, thì chẳng phải đối với tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, đều như con một của Ngài là La Hầu La. Thế Tôn, như có một người dùng dao hại Phật, lại có người khác dùng hương thơm trên đàn mà tô điểm thân Phật, nếu Phật có lòng bình đẳng đối với hai người ấy, sao lại dạy rằng nên trừng trị kẻ phá hủy giới cấm? Nếu trị kẻ hủy cấm, thì lời nói xem chúng sanh bình đẳng như con một của mình là chẳng đúng. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, ví như một vị quốc vương đại thần hay tể tướng, sanh dưỡng được nhiều đứa con, tướng mạo đoan chánh, thông minh trí tuệ. Những trẻ ấy hoặc hai đứa, ba đứa hay bốn đứa, đều được người cha giao phó cho một vị thầy rất nghiêm khắc và dặn rằng: Thầy nên vì ta dạy bảo chúng nó cho thông thuộc các môn phòng hóa, lễ nghi, kỹ nghệ, văn thơ, toán số. Bốn đứa còn ta đây, từ nay theo thầy học tập. Giả như có ba đứa bị thầy đánh bằng gậy, mang bệnh mà chết, chỉ còn một đứa, phải dạy dân nó một cách khổ nhọc lắm mới được thành tựu. Dẫu cho mất ba đứa con, ta cũng chẳng hề oán hận thầy. Cả giết như vậy, người cha và người thầy có mắc tội giết hại chăng? Bạch Thế Tôn: Không, tại sao vậy? Chỉ vì thương con, muốn cho chúng được thành người, chứ không có lòng ác. Dạy dỗ như vậy thì được phước vô lượng. Phật dạy: Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Ngài coi những kẻ phá hoại chánh pháp cũng đồng như con một của Ngài. Nay Như Lai đem chánh pháp vô thượng mà phó chúc cho các quốc vương đại thần, tể tướng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, các vua quan và bốn bộ chúng ấy, nên khuyến khích những ai tu học, khiến họ được tiến bộ và tăng trưởng giới định tuệ. Nhưng có ai chẳng tu học bà pháp ấy, biếng nhác phá giới, hủy hoại chánh pháp, thì các vị quốc vương đại thần và bốn bộ chúng nên trừng trị họ một cách nghiêm khắc. Thiện nam tử, như vậy các quốc vương và bốn bộ chúng ấy có phạm tội chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Thiện nam tử, các quốc vương và bốn bộ chúng ấy còn chẳng có tội, huống chi Như Lai. Thiện nam tử, Như Lai khéo tu phép bình đẳng ấy, đối với chúng sanh đều xem đồng như con một của mình. Tu tập như vậy gọi là Bồ Tát tu tâm bình đẳng, đối với chúng sanh đều xem đồng như con một của mình. Thiện nam tử, Bồ Tát nhờ tu tập nghiệp ấy được thọ mạng lâu dài, lại có thể biết được mọi việc trong những đời trước của mình và của người. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Phật vừa dạy, nếu Bồ Tát tu tâm bình đẳng, đối với chúng sanh đều xem đồng như con mình, thì được thọ mạng lâu dài. Như Lai chẳng nên thuyết dạy như thế. Tại sao vậy? Như một người hiểu biết đạo lý hay thuyết dạy mọi điều hiếu thuận, khi về nhà người ấy lấy những gạch đá mà đánh ném cha mẹ, nhưng cha mẹ vốn là ruộng phước, có nhiều lợi ích khó được gần gũi, đáng lẽ người con phải cúng dường món ngon vật lạ, lại gây ra những việc sầu não tai hại. Như người hiểu biết đạo lý ấy, lời nói và việc làm trái nghịch với nhau. Lời nói của Như Lai cũng vậy. Bồ Tát đã tu tập tâm bình đẳng, đối với chúng sanh đều xem đồng như con mình, đáng lẽ phải được trường thọ, biết rằng chuyện đã qua, thường trụ ở thế, không hề có chuyện biến đổi. Nay vì nhân duyên gì mà đời sống của Thế Tôn rất ngắn, chẳng khác chi thọ mạng của người thế gian. Như vậy lẽ nào Đức Như Lai không có đem lòng oán ghét chúng sanh? Ngày xưa Thế Tôn đã làm các nghiệp ác gì, giết chết bao nhiêu sanh mạng mà nay Ngài phải chịu đoạn thọ, sống chẳng được trăm năm. Phật bảo Ca Diếp rằng: Thiện nam tử, nay có duyên cớ gì mà đối trước Như Lai, ông nói ra lời vụng vẻ như thế? Sự trường thọ của Như Lai vẫn cao hơn, trội hơn tất cả mọi sự trường thọ. Pháp thường tồn mà Như Lai đã được là bậc nhất trong các pháp thường tồn. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai được thọ mạng lâu dài như thế nào? Phật dạy Ca Diếp:
Thiện Nam Tử như có 8 con sông lớn là Hằng Hà, Diêm Ma La, Bát La, A Lị La, Bạt Đà, Ma Ha, Tân Đầu, Bác Xoa và Tất Đà. 8 con sông lớn ấy với các con sông thải đều chảy vào biển cả. Cả giếp những sông lớn là thọ mạng của tất cả chúng sanh trong khắp cõi trời người. Trên mặt đất, giữa hư không thải đều nhập vào biển cả là thọ mạng của Như Lai. Vì vậy thọ mạng của Như Lai là vô lượng. Lại nữa, cả giếp ví như tử ao A Nậu Đà có 4 con sông lớn chảy ra, Như Lai cũng thế, từ nơi Như Lai mà xuất hiện tất cả các sanh mạng. Ca diếp ví như trong tất cả mọi pháp thường tồn, hư không là hơn hết, Như Lai cũng thế, là hơn hết trong mọi pháp thường tồn. Ca diếp như trong các loại thuốc, món để hổ là hơn hết, Như Lai cũng thế, đối với tất cả chúng sanh, thọ mạng của Như Lai là hơn hết. Bồ Tát Ca diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu thọ mạng Như Lai là như vậy, Ngài nên trụ thế cho trọn một kiếp hoặc một kiếp giảm, thường tuyên thuyết pháp nhiệm màu như trời đổ mưa to. Phật dạy Ca Diếp: Này ở chỗ Như Lai, ông không nên phát sanh tư tưởng cho rằng Như Lai là diệt tận. Ca Diếp: Như có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Yêu bà tắc, Yêu bà di, cho đến những người tu hành ngoại đạo, thần tiên ngũ thông đạt đến mức tự tại, nếu muốn trụ ở thế gian trọn một kiếp hay một kiếp giảm, đi lại trên hư không, ngồi và nằm trên ấy một cách tự tại, cho lửa phóng ra từ nơi hông trái, cho nước tuôn ra từ nơi hông mặt. Từ nơi thần xuất hiện khói lửa, dường như có một đám lửa, hoặc muốn sống lâu cũng đều được như ý. Các vị ấy muốn cho đời sống của mình dài hay ngắn cũng đều được cả. Những vị ngũ thông ấy còn được sức thần tùy ý như vậy, huống chi Như Lai đối với tất cả pháp đã được sức tự tại, lại chẳng trụ được ở thế trong nửa kiếp, một kiếp, trăm kiếp hoặc trăm ngàn kiếp hay vô lượng kiếp hay sao? Bởi nghĩa ấy nên phải biết rằng Như Lai là pháp thường trụ, pháp không biến đổi. Thân này của Như Lai là thân biến hóa, chẳng phải thân do sự ăn uống mà thành, chẳng qua vì hóa độ chúng sanh nên thị hiện giống như loài cây độc. Vì vậy ta mới hiện cách bỏ thân là nhập Niết Bàn. Ca diếp: Nên biết rằng Phật là pháp thường tồn, pháp không biến đổi. Các ông nên ra sức tinh tấn một lòng tu tập nghĩa đệ nhất ấy, tu tập rồi sẽ rộng vì người khác mà giảng thuyết. Lúc ấy Bồ Tát Ca diếp bạch Phật: Thế Tôn, pháp xuất thế và pháp thế gian khác nhau như thế nào? Như Phật nói rằng Phật là pháp thường tồn, pháp không biến đổi. Thế gian cũng nói rằng Phạm Thiên là thường tồn, Tự Tại Thiên là thường tồn, không có biến đổi. Ngã là thường tồn, tánh là thường tồn, vi trần cũng là thường tồn. Nếu nói Như Lai là thường tồn, tại sao Như Lai chẳng thường hiện? Nếu chẳng thường hiện thì có khác gì với các pháp thế gian? Vì sao vậy? Vì Phạm Thiên cho đến vi trần ở thế gian vốn cũng chẳng thường hiện. Phật bảo Ca Diếp: Ví như một trưởng giả có nhiều bò, màu sắc tùy khác nhau nhưng hợp thành một bầy. Ông giao bầy bò ấy cho một người chăn, dắt đi ăn cỏ, uống nước. Ông chỉ cần món để hồ mà thôi, chẳng cần món bơ sữa. Người chăn dắt bò đi để cho chúng tự do ăn cỏ. Đến khi trưởng giả ấy qua đời, tất cả những con bò của ông đều bị bọn cướp thâu đoạt. Bọn cướp ấy được bò rồi, không có phụ nữ để trông nom chăn dắt, thả bầy bò tự kéo nhau đi, gặp gì ăn ấy. Lúc ấy bọn cướp nói với nhau rằng: Ông đại trưởng giả kia nuôi bò, chẳng cần món bơ sữa, chỉ cần món để hồ mà thôi. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào để có món để hồ ấy? Vì trong thế gian để hồ là món ăn ngon nhất. Chúng ta không có bổn chậu, như có được sữa cũng chẳng có chi mà đựng. Rồi họ lại bảo nhau: Chúng ta chỉ có bao bằng da mà thôi, bao ấy đựng sữa cũng được. Nhưng dù có đồ đựng, chúng ta cũng không biết phải để yên hay khuấy cho đúng cách. Sữa đặc còn khó được, huống chi là bơ tươi. Lúc ấy những tên cướp vì muốn có để hồ bèn đổ thêm nước vào, vì thêm nước nhiều nên sữa bơ để hồ chẳng có được món nào cả. Những kẻ phàm phu cũng vậy đó, tuy họ có pháp lành nhưng pháp lành ấy chẳng qua là món đổ thừa của chánh pháp Như Lai. Vì sao vậy? Sau khi Như Lai Thế Tôn và Niết Bàn, những kẻ trộm cắp pháp lành thừa thãi của Như Lai như giới định tuệ cũng giống như những kẻ cướp đoạt lấy đàn bò kia vậy. Những kẻ phàm phu tuy họ cũng được giới định và trí tuệ này, nhưng họ không biết phương tiện, không thể hiểu biết ràng rõ. Vì lẽ ấy họ không thể đạt được thường giới, thường định, thường huệ, giải thoát. Cũng như bọn cướp kia chẳng biết phương cách nên làm hư hỏng món để hồ. Lại cũng như bọn cướp kia vì muốn có để hồ bèn đổ thêm nước vào. Những kẻ phàm phu cũng vậy, vì muốn giải thoát bèn nói những pháp ngã, chúng sanh, thọ mạng, linh hồn, phạm thiên, tự tại thiên, vi trần, thế tánh, giới, định, trí tuệ với giải thoát, tin rằng cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, tức là Niết Bàn.
Thật ra họ chẳng được giải thoát, Niết Bàn cũng như bọn cướp kia chẳng được đề hồ. Những kẻ phàm phu ấy có chút ít phạm hạnh phụng dưỡng cha mẹ, nhờ nhân duyên ấy họ sanh lên các cõi trời hưởng thọ chút ít an lạc, cũng như bọn cướp kia thêm nước vào sữa. Những phàm phu ấy thật chẳng biết rằng nhân họ có tu chút ít phạm hạnh và nhờ phụng dưỡng cha mẹ nên được sanh lên các cõi trời. Họ lại cũng chẳng biết giới định trí tuệ quy y Tam Bảo, vì họ chẳng biết nên họ thuyết thường lạc ngã tịnh. Tuy họ thuyết những lẽ ấy nhưng thật không hiểu. Vậy nên sau khi Như Lai xuất hiện ở đời, Ngài mới diễn thuyết thường lạc ngã tịnh. Ví như khi có chuyển luân vương ra đời, nhờ sức phước đức của người, bọn cướp liền rút lui và tan rã, những con bò khỏi mất mạng. Rồi đó vị chuyển luân vương đem bò mà giao phó cho một người chăn. Người này có nhiều phương tiện hay, khéo léo, liền tạo ra được món đề hổ. Nhờ đề hổ ấy, tất cả chúng sanh không có bệnh hổ. Cũng như thế, khi Đức Pháp Luân Thánh Vương ra đời, những kẻ phàm phu không diễn thuyết được giới định tuệ, họ rút lui và tan rã như bọn cướp đã rút lui và tan rã do sức phước đức của vị chuyển luân thánh vương. Lúc ấy Như Lai khéo thuyết những pháp thế gian và xuất thế gian, Ngài vì chúng sanh khiến chư Bồ Tát diễn thuyết thích hợp. Hàng đại Bồ Tát đã được món đề hồ, lại khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh cũng được món pháp cam lộ, cao trỗi hơn hết đó là thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Thiện nam tử, bởi nghĩa ấy Như Lai là pháp thường chẳng biến đổi, chẳng phải như những kẻ phàm phu ngu si trong thế gian gọi phạm thiên vân vân là pháp thường. Chỉ có Như Lai mới đáng xưng là pháp thường tồn mà thôi, ngoài ra không còn pháp thường tồn nào khác nữa. Cà Diếp nên biết thân Như Lai là như vậy. Cà Diếp, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thường nên lưu tâm tu tập những chữ Phật là thường trụ. Cà Diếp, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tu tập hai chữ thường trụ, nên biết rằng người ấy đã đi theo đường của ta đi và sẽ đến chỗ mà ta đã đến. Thiện nam tử, như có ai tu tập hai chữ ấy để dứt tướng, nên biết rằng Như Lai ắt sẽ ở trước mặt người ấy thị hiện nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, nghĩa của Niết Bàn tức là tánh pháp của chư Phật vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, tánh pháp của Phật ý nghĩa như thế nào? Thế Tôn: Này còn muốn biết nghĩa của tánh pháp, xin Như Lai đem lòng thương xót thuyết rộng cho nghe. Bạch Thế Tôn: Nói tánh pháp tức là buông xả thân. Xả thân tức không có món gì của mình. Nếu không có món gì của mình, làm sao còn có cái thân? Nếu thân vẫn còn, làm sao nói rằng thân có tánh pháp? Thân có tánh pháp thì làm sao còn tồn tại được? Này còn nên hiểu nghĩa ấy như thế nào? Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, này ông không nên nói rằng diệt mất là tánh pháp. Nói tánh pháp là không có sự diệt mất. Thiện nam tử, ví như chư thiên ở cõi trời vô tưởng, có đủ hình sắc, nhưng không có tư tưởng về hình sắc. Chớ nên hỏi rằng chư thiên ấy hưởng sự vui vẻ khoái lạc như thế nào, các ngài nghĩ tưởng như thế nào, thấy nghe như thế nào. Thiện nam tử, cảnh giới của Như Lai hàng thanh văn duyên giác không thể hiểu nổi. Thiện nam tử, không nên nói rằng thân Như Lai là pháp diệt mất. Thiện nam tử, pháp diệt mất của Như Lai là cảnh giới Phật hàng thanh văn duyên giác không thể hiểu thấu. Thiện nam tử, nay ông chẳng nên xét nghĩ rằng Như Lai trụ ở đâu, Như Lai đi về đâu, ở đâu thấy được Như Lai, Như Lai vui thích ở chốn nào. Thiện nam tử, những nghĩa như thế cũng là ngoài sự hiểu biết của các ông, cũng như pháp thân của chư Phật cùng đủ mọi phương tiện của các ngài đều không thể nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử, đối với Phật Pháp Tăng đều nên khởi tư tưởng là thường tồn. Đối với ba pháp ấy không nên khởi tư tưởng cho là khác nhau, là vô thường, là biến đổi. Như ai thường giữ tư tưởng cho rằng ba pháp ấy là khác biệt nhau, nên biết rằng những người ấy không thể nương theo ba chỗ quy y trong sạch. Giới cấm mà họ thọ trì chẳng được đầy đủ, rốt cuộc họ không thể chứng các quả thanh văn duyên giác bồ đề. Nếu có thể đối với ba pháp không thể nghĩ bản ấy tu tập tư tưởng là thường tồn, ắt sẽ có chỗ quay về nương tựa và nói theo. Thiện nam tử, ví như nhân có cây mới có bóng cây, Như Lai cũng thế, bởi ngài có thường pháp nên mới có chỗ để chúng sanh quay về nương tựa và nói theo, không phải là vô thường. Nếu nói Như Lai là vô thường, ắt Như Lai không phải là chỗ quay về nương tựa và nói theo của chư thiên loài người. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như trong bóng tối thì có cây mà chẳng có bóng. Phật dạy Ca Diếp: Ông không nên nói có cây mà chẳng có bóng, chẳng qua mắt thường chẳng thấy được bóng đó thôi. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, tánh vốn thường trụ không biến đổi. Những con mắt không có trí tuệ chẳng thấy được tánh thường trụ ấy, cũng như trong bóng tối, người ta chẳng thấy được bóng cây.
Cũng vậy, khi Phật nhập diệt rồi, những kẻ phàm phu sẽ nói rằng Như Lai là pháp vô thường. Nếu nói Như Lai khác với pháp, khác với tăng, tức không thành ba chỗ quy y, cũng như cha mẹ các ông vốn là khác nhau nên là vô thường. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, từ nay con sẽ đem việc Phật pháp tăng là thường trụ giảng giải rõ cho cha mẹ đời này cho đến bảy đời trước, khiến tất cả đều kính vâng giữ theo lẽ ấy. Hay thay, Thế Tôn, từ nay con phải học theo chỗ không thể nghĩ bàn của Như Lai, pháp tăng. Đã tự mình học rồi, lại còn sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa ấy. Như ai không thể tin nhận nên biết rằng hạng người ấy theo pháp vô thường đã quá lâu. Đối với những người như thế, con sẽ vì họ mà phá tan mọi kiến chấp sai lầm, như sương và mưa đá làm dập nát mọi thứ cây cỏ. Lúc ấy, Phật ngợi khen Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, nay ông có thể khéo hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp như vậy là không lừa dối người khác. Nhờ nghiệp duyên lành không lừa dối như thế, ông sẽ được trường thọ, khéo rõ biết được những việc từ đời trước.